Ok, mình đang ở Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Lý Tự Trọng, số 65 đường Lý Tự Trọng. Nếu mình nói về cái bảo tàng so với tầm vóc của một thành phố lớn như là Sài Gòn, Hồ Chí Minh thì rõ ràng đây là một bảo tàng khá là đơn điệu, khá là sơ sài. Thì mình sẽ không đi sâu chi tiết về những cái gọi là đơn điệu và sơ sài đó. Nhưng mà cái điểm nhấn của cái bảo tàng này đó là cái đường hầm Trung Dinh. Thì cái đường hầm Trung Dinh trước đây nó gọi là Dinh Gia Long. Thì nếu mình có mạng đọc thì sẽ biết nhiều thông tin hơn. Tòa dinh thự được xây dựng năm 1885 và hoàn thành năm 1890. Thì trước đây là cái đường của Trung Dinh Gia Long. Cái đây là cái nơi có rất là nhiều cái sự kiện sẽ diễn ra. Ok, thì bây giờ để mình đi vào cái đường hầm này. Tại sao hồi nãy mình đã đi rồi, cũng ngắn thôi. Thì nếu mà đi vào đó khoảng chỉ 2-3 phút cũng thôi. Ok, bây giờ mình bắt đầu đi. Mình có thể đếm bước chân ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ồ, như đây cái này là lâu, không tính. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, mình đi thêm mấy bậc thang nữa. 1, 2, 3, 4. Ok, bây giờ mình đã đi xuống cái nơi thấp nhất của cái đường hầm. Ok. Ở đây là có lẽ là cái đường để mà đi ra cái xe hơi nữa mà phải đào thoát ở đây. Ở đây nó có chắc chắn nó có nhiều điều thú vị nữa. Nhưng mà chắc là để ngang ở đây thì chúng ta tham quan đây mà thôi. Đây cửa sắt. Cũng hơi đơn điều lẽ ra là phải có những cái trình bày nó chi tiết hơn, có thể có nhạc. Có âm nhạc, có âm thanh, cũng không nóng lắm. Đây thực ra không công cần phải máy điều hòa, máy lạnh. Nhưng mà lẽ ra như này thì nên có những cái tranh ảnh và những cái âm nhạc để cho cảm thấy và du khách có thể cảm thấy tận hưởng từ cái bước chân, từ cái giây phút trong cái đường hầm này. Okay. Đến đây thì chúng ta sẽ thấy có vài cái hình ảnh về cái tòa nhà này. Trước đây là cái bảo tàng thương mại trước đây, thì Tổng Dinh Thống Đốc Nam Kỳ năm 1890. Hòa Bạc trực trị. Cái điều thú vị mà chắc chắn các bạn học sử các bạn cũng biết đó là cái hình trụ sở phái bộ đồng minh tổ chức lễ tiếp nhận gươm đầu hàng của thống chế Nhật ngày 29 tháng 11 năm 1945. Như vậy thì chúng ta thấy là ngày 2 cái mình sẽ nói tiếp. Đây là cái ngày hình ảnh trụ sở phái bộ đồng minh tổ chức là tiếp nhận gươm đầu hàng của thống chế ngày 29 tháng 11 năm 1945. Và như vậy thì là thực tế là ngày 2 tháng 9 năm 1945 là chúng ta tuyên bố độc lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà thực tế ở Việt Nam thì vẫn cái quá trình mà diễn ra gọi là độc lập thì vẫn chưa là thực hiện xong. Thì đây là một câu chuyện cũng khá là thú vị. Đây là hình ảnh tại Gia Long. Mình ở đây là trong lúc dinh này bị vây, chính phủ tức là chính ông Ngô Đình Du và Ngô Đình Diệm đã dùng đài phát thanh để nói lên kêu cứu nhưng không có ai phản ứng. Okay. Đây là những hình ảnh của vị ở trong đường hầm. Đây là đường sơ. Đây là cái bàn ghế đặt trong phòng khách của đường hầm. Okay. Nếu các bạn xem phim Hóa Vàng Là Cửa đó, cái tập cuối cùng chỗ mà
Tôi thật vừa gặp người là Du, có lẽ là họ quay với mình, cũng có thể là một phần cảnh khác, nhưng mà đây là một người thì bàn ghế đặt trong cái phòng khách của đường hầm đây. Đây là có một cái du khách, sáng giờ mình đi mình hay gặp ông này. Okay. Ok, như vậy thì cái đường hầm này chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đường hầm này đi ra, bước ra mấy bước. Bước ra mấy bước thì chúng ta sẽ thấy được cái công viên. Đúng rồi, các cái bãi đổ xe đây. Ok, vậy thì xong cái bảo tàng có rất nhiều điều họ có thể làm cho bảo tàng này đẹp hơn, tốt hơn, tươm tất hơn. Mà cái đó là câu chuyện của giới trẻ, câu chuyện của tương lai. Okay.